Rồi, tiếp tục của bác ơi. Đây. Đây, một cây chuối nữa. Nó bổ nhào xuống rồi. Tại vì nước á cô bác. Nước nó ở dưới nó dâng lên đó, rồi cái đất ở dưới nó mềm chân á. Có trời mưa xuống nữa. Cái ảnh đó, bên đó có ở đó có bông điên điển nữa. Cái mưa trên nó xuống nó mềm chân, nó bắt đầu ảnh nặng cái cổ, cái ảnh ngã nhào ngang, ảnh lật ngang luôn. Đây, dầu chai đây nghe cô quá. Cái này không phải nó lên quan đâu mà mình trồng đó. Mình trồng thứ nhất là mình để mình dùng để mà rau mình ăn hàng ngày đó. Thứ hai nữa là cho ai có cần thì ta ra ta hái ta ăn. Thứ hai cái đó là cái nó là cái vị thuốc, thành ra mình giữ nó lắm. Mình trồng nó thì cỏ nó không lên, nó phủ mặt đất rồi cái cỏ nó đỡ lên, còn nó không có chống nó cỏ nó lên. Đây, hai bên của mình là hai cái kiệu nghe cô bác. Cái này ngày xưa là ở trong nhà mình là xài nó không đó, rồi bây giờ ở trong kia nó hiện đại quá rồi, hiện đại mình xài bồn xài đồ, với mình xài nước máy cho mình không có dùng. Rồi bây giờ mình đem ra đây đó, giờ mình đem ra đây để mình sử dụng, mình dùng nó đây. Nhưng mà sau này mình cũng, tại vì cái mùa mưa thì mình có nước mưa rồi cô bác, để mình xài đỡ. Còn cái mùa kia, cái mùa hạ thì mình phải mình xài nước phong tên này, xài nước máy rồi dẫn ống ra tới ngoài đây luôn. Đây, mình đây có hai cây dừa, một cây dừa sáp và một cây dừa dứa. Ở đây là cây dừa dứa đây. Cây dừa dứa của mình nước rất là thơm, mùi lá dứa. Đây là cái dừa thường, tối quá không thấy rồi. Cái bờ mình bên kia đó cô bác hết thấy rồi, hết thấy đường rồi. Đây là dừa lửa, dừa lửa của mình đó. Đây nè, rau rồi, rau đây. Đây rau tầng dày lá nè cô bác, tầng dày lá nè, cái loại cái lá cái răng thưa nè. Cái này nó chỉ bệnh ho hay ngậm tí xíu muối với nó là hết. Nói chung là cái vườn mình là chủ yếu là thuốc nam của bác à. Có bao nhiêu thuốc nam sưu tầm trồng về đây mà được rồi. Múc cô bé nó múc cái bờ mình đó. Nó múc cái đìa mình, nó lớn cái bờ lên, nó đắp cái bờ đó. Thành ra mấy cái thuốc nam mình bây giờ nó chết hết rồi, đi tìm lại trồng lại. Trồng lại hết. Vừa ăn ra trái. Ù quá, tối quá không thấy đường. Cô bác có thấy không? Chỉ biết vậy thôi cô bác à. Mốt chính thức là mình xin nghỉ việc ở dưới Cần Thơ là mình về kiến thiết cái giường mình lại chứ. Để gì là nó không, cái giường không ra cái giường. Nó quá trời tùm. Cây này thì quá cao rồi. Đường bắt à, đi đường mấy 6 giờ rồi, nó mặt trời khuất bóng mà. Sen của bác ở dưới là sen cũng ngày xưa nó bông dữ dằn lắm. Mình cô bé đưa tay xuống nó múc để đất lên bờ nè, hình ra nó chết hết rồi, nó mới mọc lại. Nó hết ít bông. Đây, mình cũng mới trồng bông lại nè, bông trang nè. Bông trang nè. Đây, có bông luôn rồi đó. Môn nè, môn kiển nè. 10 giờ nè. Đó, mình trồng lại hết. Giờ mình trồng trước đi rồi cỏ rồi mình làm sao chứ giờ. Để nó ấy dặn tế, thiên tế gì. Nè, lọt xuống địa hết rồi.
mấy chục cây rồi giờ. Cô bé lên nó múc nó lên đất lên bây giờ lớp nó dậm lên đó. Thành nó chết nhiều lắm. Dừa nó đó cô bác ơi. Dừa là dừa. Chứ là dừa thôi. Đây, cái kiển còn nữa đây. Rồi, mình kia dắp một chậm rồi. Cô bác ơi. Vậy thôi ha. Cái này mình cũng kết thúc. Hẹn gặp lại cô bác sau nha. Bữa nào có nắng này, mình quay. Mình sẽ quay nó rõ hơn chứ bây giờ nó mặt trời lặn rồi chứ. Nó không có. Nó thiếu sáng nhìn không rõ. Nhìn không có rõ, nó mờ căm. Rồi, xin chào cô bác nha. Mình hẹn gặp lại cô bác các clip kế tiếp nha. Xin chào. Bye.